Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạn Audio Sài Gòn Lời đầu tiên, cho phép bên Hoàng Mạn Audio Sài Gòn gửi lời chúc sức khỏe Và chúc tất cả bác luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé Ngày hôm nay, bên em lại tiếp tục về thêm được một ít đó là những bộ giày loa, những bộ giày AV Cực kỳ là chất lượng nhé Trước khi vào video chi tiết những cái dòng sản phẩm này, bác nào chưa đăng ký kênh Nhấn đăng ký cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật Cũng như là theo dõi những video mới nhất bên em đăng lên mỗi ngày rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết những cái sản phẩm ngày hôm nay. Thứ nhất thì bên em về được 3 bộ dây loa của hãng Jenferan. Dòng này thì bữa trước bên em về được 5 bộ và em bán thì được tất cả bác phản hồi cũng như là đánh giá nó cho một chất âm cực kỳ là hay. Cực kỳ là hay nhé. nó chất âm của nó đều ba dạng nhưng dải bát của nó rất là ấm, rất là sâu và rất là mềm nhé. Chép và mi cũng rất là sáng, rất là sạch. Dòng này nó có mã của nó này. Mã của nó là E124991 tip CL2. Và dòng dây này nó cũng có điều hướng mũi tên, các bác cắm theo điều hướng nhé Em đã tháo ra một bộ để quay cho tất cả bác cùng xem. Các bác cũng biết rồi, dòng này mà hạ người ta thiết kế thì giá cực kỳ là đắt nhé cực kỳ là đắt. Người ta thiết kế chỉ có luồn thêm sắc rắn với lại thêm hai cục chống nhựa thôi. Giá hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng nhé. còn à, những dòng à, bán mét như thế này mua về thi công đầu rắc giá của nó cực kỳ là mềm nhé và chất lượng của nó mang lại cũng không thua kém gì. đây, chanferan đó, mã của nó nhé và điều hướng mũi tên này hướng này là hướng đi ra loa nhé góc là nó nằm ở âm ly các bác cắm đúng mũi tên nhé để chất lượng âm thanh được hay nhất, độ chống nhiễu được tốt nhất. Này, những cái cục chặn đồng của hãng luôn. Dây này thì rất là to, tầm khoảng là 16 đến 17 ly ấy, nhưng nó không hề cứng nhé. Dây rất là mềm, rất là mềm, rất là dẻo nhé. Loại đồng trăm không. Và được sử dụng đầu rắc là đầu rắc bắp chuối răng cưa của hãng CMC của Mỹ nhé. Đầu rắc mạ vàng rất là đẹp. Và loại đầu rắc này thì nó rẻ hơn đầu rắc bữa trước bên em về nhé Nó sẽ 2 triệu ba một bộ thôi 2 triệu ba một bộ bên em được 3 bộ thôi nhé 3 bộ thôi Rồi và tiếp theo bên em đi qua một dòng dây nữa của hãng Audio Mica. Dòng này thì bữa trước bên em cũng về rồi Cũng về rồi Và bán cũng hết rồi Được các bác cũng khen rất là hay Dòng dây này thì được nhập khẩu nguyên zin full hộ 100% nhé. Đây, rất là đẹp. Cầm trên đôi dây thì cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp nhé. Mã của nó là S30. S30. Dây này có chiều dài của nó là mỗi bên 2,5 m nhé. Mỗi bên 2,5 m Thiết kế là những sợi đồng mạ bạc được đặt song song với nhau. Thiết kế cùng hãng với sợi dây nọc đót nhé. Đó, được đặt song song nó sẽ cho độ truyền giải dặn được tốt nhất chất âm được chuẩn nhất hay nhất nhé mỗi hãng người ta sẽ có một kiểu thiết kế riêng thì tất nhiên nó sẽ cho một chất âm nó khác nhau dòng này nó sẽ có hai phiên bản đầu rắc đầu rắc bắp chuối răng cưa và đầu rắc bắp chuối nòng súng nha các bác nòng súng nhé giá của nó cùng nhau Dây thì dài mỗi bên 2 mét rưỡi rồi Có giấy bảo hành đầy đủ nhé Giấy bảo hành của hãng luôn Dây này thì nó full hộp Full hộp nhé Và loại này thì giá của nó là 3 triệu 800 ngàn Đợt trước giá mắc hơn Đợt này giá nó rẻ hơn Về rẻ thì bán rẻ mà về mắc thì bán mắc nhé 3 triệu 8 một đôi Rồi thì bên em cũng về được 5 bộ dây AV 5 bộ dây AV Đó nhé cũng là thương hiệu của hãng Audio Maker. Đầu rắc được mở carbon rất là đẹp. Đầu rắc này là đầu rắc khoa gen. Khi các bác mua mua về các bác mở ra như thế này, cắm vào xong mình vặn lại nhé. Nó sẽ cho được độ tiếp xúc được ok nhất, chặt nhất. Mở của dòng này này. SVK1290, cục chống nhiễu cũng như là logo thương hiệu của hãng nhé. Trên dây của thằng này cũng in thương hiệu luôn Audio Mica 1290 Rất là đẹp Dây dài 1 mét Và dây AV thì nó có túi luôn nhé Có túi luôn, có giấy luôn Có túi và giấy này Đó em về được 5 bộ dây AV Và dây AV này thì à, Bên em đang phân phối cho tất cả bác Với giá là 1 triệu 150 ngàn Dây loa là 3 triệu 8 .000 .000 nhé Còn dây loa Genferan này thì à, 2 triệu 3 .000. Đó thì bác nào có nhu cầu Thì liên hệ cho em nhé và số điện thoại Zalo của em là 0969 569 157 nhé, Zalo là 0962 182 145. rồi thì em cũng xin kết thúc video giao ở đây nhé. Các bác xem căn thì cho em xin một lượt like và đăng ký căn dùm em nhé. Rồi chào các bác hẹn các bác các video tiếp theo, xin chào.